Thái độ quyết định thành công Ai đó đã từng khẳng định Thái độ của bạn quyết định độ cao của bạn Có nghĩa là Bạn dùng thái độ nào để tiếp cận với cuộc sống Sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thành công của bạn Điển hình là khi ai đó có một thái độ không tốt Sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những hành động của họ Và tác động không nhỏ đến những người xung quanh Thái độ được coi như một kim tự tháp được hình thành theo thời gian đáy của kim tự tháp sẽ chính là thái độ tích cực. Sự tích cực là điều kiện tiên quyết cho tất cả các thái độ khác mà bạn cần phải có. Một thái độ tích cực sẽ tỏa ra sức mạnh, sẽ giúp hình thành sự tự tin trong bạn. Chính sự tự tin đó sẽ thúc đẩy bạn hành động và cách bạn hành động như thế nào sẽ là câu trả lời rằng những điều bạn mơ ước có thể trở thành hiện thực hay không. Có thể bạn không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Nếu bây giờ bạn vẫn còn chưa hài lòng với cuộc sống của hiện tại thì hãy cứ đắm mình mãi trong sự bực tức, oán than, tiếc nuối. Vậy thì tại sao mà bạn không nghĩ khác đi, không tự mình thay đổi nó cơ chứ? Thái độ ham học hỏi giống như là cái động cơ để đẩy toàn bộ các thái độ, kiến thức, kỹ năng khác giúp cho con người ta tiến về phía trước. Nếu không có thái độ này, chúng ta sẽ đứng yên một chỗ về mọi mặt, chỉ tiến lên khi bị ép buộc thôi. Thái độ quyết định cách chúng ta hành động quyết định sự gắn bó khăng khít trong các mối quan hệ. Nó có khả năng biến trở ngại thành cơ hội, chuyển thất bại sang thành công. Mọi thái độ đúng đắn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng, khiến cho cuộc sống hiện tại tràn đầy sức sống và tình yêu. Nghịch cảnh là một món quà. Trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng không tránh khỏi một lần gặp phải nghịch cảnh, khó khăn khiến chúng ta chùn bước. Thế nhưng, nghịch cảnh không phải là bất hạnh. Đó thực ra lại là thứ vô cùng quý giá mà con người ta cần phải biết ơn cuộc sống vì đã bàn tặng nó. Rất nhiều người sợ phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Phần lớn họ luôn tự vây hãm mình trong những suy nghĩ luẩn quẩn, không thể thoát ra với những thử thách mà bản thân cần phải vượt qua. Nghịch cảnh chính là sự vô thường, bất định của cuộc đời mỗi con người. Tất cả những khổ đau, hoạn nạn, bất công hay tổn thương đều đã được vận mệnh an bài sẵn Cuộc sống gặp khó khăn là lẽ thường tình. Trên đời này, việc tốt đẹp luôn tồn tại và nghịch cảnh chính là một sự ban ơn của cuộc sống. Vì cuộc sống luôn dành cho ta những món quà lớn hơn. Nhưng nó chỉ được mở ra khi mà bản thân chúng ta hiểu được điều đó. Chỉ khi nào bình thản đón nhận lấy nghịch cảnh, con người mới có cơ hội để thay đổi cái vận mệnh của chính mình, hóa giải đến những đau khổ mà nghịch cảnh gây ra. Cuộc sống này không có lối tắt và muốn thành công thì hãy nỗ lực. Có một câu nói như sau. Tất cả những món quà của định mệnh đều được định giá một cách bí mật. Khi bạn lựa chọn trốn thoát thay vì đương đầu, sống như cây tầm gửi thay vì sống độc lập, thì bạn chỉ có thể lùi bước trong tương lai và một khi phải đối mặt với những thách thức của cuộc sống và cạnh tranh tàn khốc, thì bạn sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Nếu như bạn không muốn bị những khó khăn nhấn chìm, thì bạn hãy lựa chọn cách đối mặt. Hãy làm bằng chính sức mình. Hãy đến những nơi bạn muốn bằng chính đôi chân của mình. Những người thực sự mạnh mẽ, cố gắng giải quyết vấn đề của chính mình. Chỉ khi nào dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình, thì người ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn từ trong trông gai. Không có lối tắt trong cuộc sống. Muốn thành công thì hãy nỗ lực để có được thứ mà bản thân muốn. Bạn luôn cho rằng ai đó là người ưu tú, là cao quý nhưng bạn không hề biết rằng bản thân mình cũng có thể trở thành cao quý nhờ việc tự nỗ lực